Mình vừa nhận được một câu hỏi của một bạn xem trên kênh với nội dung như sau. Anh ơi, em là sinh viên năm nhất, tiết kiệm được 7 triệu sau 4 tháng đi làm thêm từ hè. Đang phân vân có nên chốt iPhone XS hay cố lên XS Max anh nhỉ? Em chỉ muốn dùng lâu dài. Mong anh phân tích chi tiết giúp em với ạ. Em cảm ơn. Ok, mình nghĩ là cái câu hỏi này là sẽ đang có rất nhiều bạn quan tâm đây. Tại vì cái phân khúc iPhone mà tầm khoảng từ 5 đến 7 triệu bây giờ nó là một cái phân khúc cực kỳ phổ biến các bạn nhé. Và đại đa số những bạn học sinh sinh viên thì sẽ thích iPhone rất là nhiều. Nó không chỉ là về mặt thông số, trải nghiệm thực tế mà nó còn về giá trị thương hiệu nữa đúng không nào? Rõ ràng là nếu mà xét về mặt thiết kế bây giờ thì mình thấy rằng là thiết kế của iPhone XS hoặc là XS Max nó vẫn rất rất đẹp ý. Khung viền thép bóng bẩy rồi là mặt lưng kính các thứ này kia. Đấy, đặc biệt là với cái phiên bản màu vàng của iPhone XS và XS Max nó sang cực kỳ, nó đẹp cực kỳ luôn. Bạn này thì đang phân vân là nên dừng lại XS hay là cố lên XS Max. Thì trước tiên cái tầm tiền của bạn này đang có là khoảng 7 triệu. Rõ ràng với một bạn tân sinh viên như thế này thì việc đi làm thêm là kiếm nó cũng sẽ không phải là quá nhiều đúng không nào. Mà lại tiết kiệm được một khoản như thế này thì mình đánh giá rất cao về ý chí của bạn nha. Thì thứ nhất, mình muốn làm rõ ra hai cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên là iPhone XS với Max nó khác nhau ở điểm nào. Thứ nhất là về mặt kích thước. Đấy, nếu như bạn là một người mà cần một cái màn hình to thì tất nhiên là phải lựa chọn iPhone XS Max rồi. Vì nó có kích thước màn hình lên tới là 6.5 inch thay vì chỉ dừng lại là 5.8 inch như là iPhone XS. Tuy nhiên ngược lại, nếu như bạn là một người thích một cái thiết bị nhỏ, gọn, nhẹ thì tất nhiên iPhone XS nó sẽ là cái sự lựa chọn tốt hơn rồi. Với một người đã sử dụng cả hai chiếc máy này rồi, việc mà khi thay đổi từ XS sang XS Max thì mình thấy rằng là nó sẽ hơi nặng hơn, cầm nó cũng sẽ hơi khó khăn hơn, nhưng đổi lại sẽ có được một cái kích thước màn hình lớn hơn, chơi game, thao tác nó thoải mái hơn. Với bạn là một người cũng còn rất trẻ, học sinh, sinh viên các thứ thì đôi khi cũng cần giải trí, cần chơi game, mà đặc biệt chơi những tựa game phổ biến thời điểm hiện tại kiểu như là Liên Quân, Liên Minh, PUBG chẳng hạn, thì cần một cái màn hình lớn để mà chơi game nó đã hơn, thao tác nó sướng hơn. Tiếp đến là nó khác biệt về pin. Pin trên iPhone XS Max nó sẽ trâu hơn so với lại iPhone XS là rõ. Bởi vì nó có một cái kích thước tổng thể lớn hơn cho nên thành ra nó có thể là nhồi nhét được nhiều cái dung lượng pin hơn. Và tại ClickBuy thì mình thấy là mức giá của cái chiếc iPhone XS Max ở thời điểm hiện tại cho option bộ nhớ thấp nhất nó rơi vào tầm khoảng là 64GB thì là 7.290.000. Còn với iPhone XS mình cũng sẽ lựa chọn cái option là pin new nhưng bộ nhớ thì là 256GB. Tại vì phải đưa cái khoảng cách nó sát lại một tí, tránh tạo ra cái sự chênh lệch quá nhiều, thì con này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 triệu. iPhone XS với cái option là bộ nhớ 256GB nó sẽ giúp cho bạn có thể là sử dụng được lâu dài hơn. Nói gì thì nói, bây giờ muốn mà lâu dài, thứ nhất là phải cần hiệu năng này, thứ hai là phải cần bộ nhớ. Hiệu năng là để nó có thể trải qua nhiều cái phiên bản cập nhật, update từ phần mềm ứng dụng đến phần mềm hệ điều hành, nó không bị giật lag và vẫn sử dụng mượt mà. Còn về phần bộ nhớ, quay video, chụp ảnh, lưu trữ ứng dụng thì nó sẽ ngày càng nhiều hơn và nó sẽ khiến cho bộ nhớ của các bạn bị đầy. Mà bộ nhớ 64GB bây giờ ấy, nếu như bạn là một người chơi game đi, cần một cái kích thước màn hình lớn đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là lưu một vài tựa game như là Liên Minh, Liên Quân, bây giờ mỗi game đó nó cũng tầm mười mấy GB rồi. Nếu mà đã ưu tiên về lâu về dài và đó là cái ý chính bạn đã đặt ở trong cái phần câu hỏi này thì mình nghĩ là iPhone XS nó sẽ là hợp lý hơn. Đấy, option bộ nhớ cái thứ này kia là nó thoải mái hơn. Còn về cái phần hiệu năng thì nó giống nhau, thiết kế nó giống nhau, nó chỉ khác mỗi kích thước. Thật ra việc mà dùng iPhone XS mình đã trải qua một khoảng thời gian rồi thì mình thấy là rõ ràng kích thước màn hình nó bé thì nó sẽ hạn chế về cái trải nghiệm hiển thị cũng như là thao tác trên màn hình. Tuy nhiên ấy, thì nó cũng sẽ quen. Đấy, mà học sinh thì mình thấy là việc mà cần một thiết bị nhỏ gọn, bỏ trong túi quần, mang đi đâu cũng được, nhẹ nhàng, tránh không phải kiểu mang theo một cái túi đeo chéo hoặc là bỏ vào túi quần thì nó bị cộm như là iPhone XS Max. Thôi thì được cái này mất cái kia. Nhưng mà mình thấy là trên cái con iPhone XS nó sẽ được ở đây là được dùng về lâu về dài, là cái mà mình nghĩ là bạn đang cần, đúng không nào? Còn nói về cái giá trị sử dụng của iPhone XS hoặc là XS Max ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn rất là tốt. Và nhiều bạn thì ở đây mình nghĩ là sẽ mong chờ rằng là iPhone 16 ra mắt rồi thì iPhone XS, XS Max nó sẽ giảm giá. Không có đâu. Những cái đời mà nó càng sâu, giá càng thấp thì nó càng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiếc iPhone đời mới ra. Đấy, và chưa kể đây là máy cũ nữa. Cái mức độ khấu hao của nó bây giờ đã là cực kỳ ít rồi. Thà nhá, các bạn mua máy mới, sau rồi các bạn bán đi thì ngay lập tức chiếc iPhone các bạn bán đi nó sẽ là máy cũ. Cái phần khấu hao đó nó cực kỳ lớn. Các bạn chỉ cần bóc cái siêu máy ra thôi là các bạn đã mất đi 2-3 triệu rồi. Nhưng với cái việc mà các bạn đã mua máy cũ thì nó vẫn sẽ là máy cũ thôi. Nên là với những cái nhu cầu mà bạn đã đề ra
trong cái câu hỏi vừa rồi thì mình khuyên là bạn nên mua cái chiếc iPhone XS với bộ nhớ 256GB để có thể sử dụng được lâu dài. Và mua ở đâu cho uy tín an tâm thì mình cũng chỉ luôn là cứ đến ClickBuy. ClickBuy thì hiện tại là có một câu slogan mà mình nghĩ rằng là nhiều bạn xem kênh mình cũng đã rất quen thuộc rồi, video nào mình cũng nói. Đó chính là nếu như phát hiện máy không chinh thì ngay lập tức các bạn sẽ được tặng máy và hoàn tiền. Còn nếu như mà sợ máy bị lỗi hỏng hóc gì đó thì mua thêm cái bảo hành vàng nữa, là các bạn sẽ được bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 12 tháng. Chưa hết nhé, trong quá trình mà máy các bạn bị lỗi và các bạn được đổi bảo hành ấy, thì các bạn còn được reset lại thời gian bảo hành nữa cơ. Tức là các bạn sẽ tiếp tục có thêm 12 tháng bảo hành một đổi một khi mà các bạn vừa đổi một cái chiếc máy khác. Nó cực kỳ uy tín và yên tâm là như thế. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn và tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Không biết mọi người nghĩ sao, xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.